Nguyên nhân hình thành nhân mụn là gì? Nguyên nhân mà dẫn đến hình thành nhân mụn là nhiều lắm nha các bạn. Bác sĩ Helen có thể chia sẻ với các bạn như là ví dụ như là trên da mình nó có tuyến bã nè, cái sự tăng sinh chất bã trong tuyến bã nhiều nó cũng hình thành nhân mụn nè. Thì cái lỗ chân lông của mình á, nó sừng hóa cái cổ nang lông, nó cũng gây ra hình thành nhân mụn. Và quan trọng là có sự xuất hiện hiện diện của cái con vi khuẩn vi acne đó. Thứ tư nữa là mình có thể là bị di truyền, bị về vấn đề rối loạn nội tiết tố, hoặc là vấn đề về môi trường, mình tiếp xúc với những môi trường khói bụi nhiều cũng vẫn bị gây ra. Hoặc là do vấn đề mình ăn uống, trong cái thức ăn mình á, nó có nhiều cái thực phẩm đường, sữa, là thực phẩm cay nhiều quá nó cũng dễ bị lên mụn. Rồi cái mỹ phẩm mà mình sử dụng hàng ngày á, nó có nhiều cái thành phần mà gây nhân mụn. Hoặc là bạn lạm dụng quá nhiều cái mỹ phẩm mà nó có chứa thành phần corticoid, nó vẫn bị mụn rất nhiều. Các bạn có những câu hỏi nào cứ comment bên dưới. Khi nào rảnh Helen sẽ quay lại và tiếp tục trò chuyện với các bạn nhé.